Xin chào các bác, các bạn cùng toàn thể anh em ông. Đã đến mùa gọi là chia đàn tạo Chúa. Và nay là ngày già đây. Và tôi đã bắt đầu tạo ông Chúa. Khêu là khêu hôm gió bấc mưa nhá. Đấy. Khêu hôm gió bấc mưa. Hôm rét đấy. Hôm qua thì đi Hải Dương. Hôm nay mới về kiểm tra. Nói chung ngày hôm qua đi Mạn Chí Linh Sao Đỏ, nói chung là chỗ nào ông mạnh là người ta cũng bắt đầu là tạo ông Chúa. Chúng ta chú ý di trùng xong đến cái ngày thứ ba là chúng ta phải diệt những cái mũ trúc cấp tạo đi này. Đấy. Còn bác nào không có thì phải cắt cọc nó ra. Cắt cọc lên. À, làm sao nó phải 3 phân rồi chúng ta nặng hai một đường ấy là tạo thành ông mũ trúc cấp tạo. Và đây. Xịt 1, 2. Nói chung là cũng được tương đối. Tương đối nhiều nha. Đấy. Hàng trên này là 3 này, 4 này. 5 này, 6 này. Đấy. Bảy. Bảy. Nói chung được tương đối nhiều đấy. Cần đến 30 mũ thôi. Nhưng mà đây được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Hai mũ. Nói chung là thoải mái. Tôi bắt đầu làm Chúa này là ngày thứ ba. Nghe phát triển chậm. Đấy. Nói chung ông được là cũng tương đối rõ rồi. Nhà thì đang mãi lắm. Có một số ong được rất nhiều. Như cái đàn này. Nó có một cầu ong được. Ông Đực bắt đầu đã bò rồi. Về cái vấn đề tạo ông Chúa thì cũng chia sẻ với các bác, các bạn anh em cũng rất nhiều rồi. Đấy. Ở nơi đâu mà ong đực nở rộ thì chúng ta bắt đầu tạo ông Chúa. Còn ngày hôm qua tôi đi thì đại khái là cứ như chim bay, và đi đến đâu là cũng được gọi là tất cả là cũng được các anh em trong nghề nuôi ong đón tiếp rất tốt, mà tôi cũng rất ái ngại. Mình là mình đi bán hàng. Thế thì đi đến đâu trong cái thời gian này, kể cả sang bên Duy Tiên Hà Nam, rồi hôm qua sang bên Hải Dương, vùng Chí Linh Sao Đỏ nhé. Vùng Chí Linh Sao Đỏ, cái chỗ đây tôi đứng nhé.
quay cảnh đầu tiên ấy, cái chỗ bắt đầu ngồi nhậu đấy, nó có khoảng 1 vạn đàn ông về đấy dưỡng, gọi là cái hoa táo hồng nó nở vào trong Tết, trước Tết được khoảng từ 7 đến 10 ngày là nó nở, nó chỉ có phân. Tất cả ông ở bên Hải Dương là chui hết vào đấy và bên Hải Phòng. Nhưng mà đặt cái miền đất ông gọi là đất lành, đặc biệt ở đấy là không bao giờ người ta biết mất trộm. Chúng ta phải nhớ mà gần cỡ khoảng 40 năm nay kinh tế ở trong đấy, tôi nói đi đến nhà ai là cổng là cũng rộng là có phải 3 mét trở ra chứ không, xe là đã vào xe tải cỡ 4-5 tấn này, đường này là phải có xe 4-5 tấn đi vào, mà đi vào tận sân. Đấy, chúng ta mới nhìn. Thế thì hầu hết là các người nuôi ong chuyên nghiệp, đã chuyên nghiệp là cả cuộc sống kinh tế, người ta đã làm kinh tế thì người ta cũng phải chờ ong được nở rộ người ta mới làm ong chúa, làm ong chúa. Kể cả ngay trên mạng YouTube như kênh Mật Ong Xứ Mường, rồi Vũ Hiếu, rồi ông Mật Ong Yên Tử. Mật Ong Yên Tử là nuôi cũng chắc tay lắm, nhưng mà cũng thỉnh thoảng đầu năm cuối năm có khi được 1-2 cái video thôi, không có nhiều đâu. Đấy, là đến lớp trẻ. Còn lớp già trên kênh YouTube thì bác Tiến Ong TV cũng bắt đầu làm, bác Doan cũng bắt đầu làm. Đấy, bắt đầu làm. Và cái ông chuyên gia Trần, ông chuyên gia Trần cũng bắt đầu là làm ông chú. Đấy, và đến ngay cả tôi cũng thế. Thì chúng ta phải nhớ rằng các thợ chuyên nghiệp là người ta nuôi ong là làm kinh tế từ con ong, từ con ong trở ra. Đấy, thì người ta đã trải qua những cái bài học gọi là đắt giá về cái chuyện thay chúa sớm và thay chúa muộn. Thay chúa muộn, nếu mà thay chúa sớm thì rất ít ong được, thì sau này đến vụ mật vải nhãn thu không ra làm sao. Nhưng mà thay đúng vụ rộ ong được thì cái đàn ong vào vụ thu mật vải nhãn nó sẽ năng suất hơn. Đấy, vì giống mẹ chúng ta tuyển chọn tốt và giống bố trong tuyển chọn hết. Thế còn các bác mới nuôi thì thường hay ngộ nhận là thấy người ta thay ong chúa sớm rồi cũng thay. Tôi đã nói rồi, đến bây giờ tháng 8 và tháng 9 âm là tất cả ong sau khi vượt hè là ong chúa là nó hầu như là nó nghỉ, đẻ ít và đẻ kém do thời tiết, do nguồn thức ăn. Nhưng đến bây giờ thời tiết thuận lợi và nguồn mật phấn tương đối dồi dào thì chúa sống, chúa già đều đẻ tít trong vòng 2 tháng này. Còn khi ong chúa mà đã đẻ ra trứng thì là phải do ong thợ nó nuôi. Do ong thợ nuôi thì người nuôi ong là phải giữ cái quân số ong thợ trên một cầu từ 3 lạng rưỡi đến 4 lạng ong thợ. Tôi cũng nói rất nhiều, cái này là cái bắt buộc. Và mật luôn luôn có mật vít nắp. Còn muốn đàn ong mà nó phát triển nhanh thì phải cho ăn kích thích, tối ăn tối nghỉ, không được cho ăn sệ mật.
Đấy là nói về nguyên tắc xây cầu là phải cho ăn. Con cũng chia sẻ với các bác đấy, từ đất Kinh Môn mà sang bên đất Chi Linh không xa lắm, không xa lắm. Còn làng ong ở bên Hải Dương mà bao nhiêu các thợ to tay là tôi đều biết, và anh em ngồi chuyện trò với nhau tất cả. Còn cái cỡ cái dạng vịt ở Hải Dương ấy, xin lỗi thì không có cái tuổi gì mà cũng không thể làm ong giống mà bán được. Mày bán cho mấy cái bác mới được rồi, nói thẳng ra như thế, chưa đủ tuổi. Còn riêng về bác Minh Phương, bác là cũng kinh doanh ong chúa, nhưng mà bác kinh doanh theo một cái thể loại khác. Trước khi bác cái kinh doanh ấy, thì bác là cũng phải chuẩn bị cái số lượng ong đực, số lượng ong đực, tạo ong đực trước rồi người ta mới tạo ong chúa thôi. Thì như bác Minh Phương thì bác kinh doanh vừa bán giống vừa bán đấy, nhưng mà người ta, bác ấy làm theo một cái bài bản đúng nguyên tắc khoa học, phải rõ ong đực mới làm chúa. Còn trên mạng những con vịt, còn vịt nhá, mà cứ bảo là ong đực ngoài tự nhiên nó có, thì tôi hỏi các bác, ong đực sinh từ đâu ra? Ong đực, giờ tôi nói này, thứ nhất, ong đực sinh, thứ nhất, đàn ong là phải đông quân và nhiều cầu. Thứ hai là thời tiết là phải tốt. Thứ ba, nguồn mật phấn tự nhiên là tương đối đầy đủ, như bây giờ vào vụ thu đông. Như hiện tại, như bây giờ, nếu mà đàn ba cầu mà quân đông mà mật vít nắp là như bây giờ là nó sẽ phát triển ra ong đực. Thì ong đực sinh ra từ trứng không thụ tinh, mang theo chỉ có dòng mẹ. Mà từ lúc giai đoạn trứng mà đến cái lúc giai đoạn thành con ong đực chui ra khỏi lỗ, nó tầm gần 2-3 ngày. Và cái này tôi đã trình bày trên một cái TV, trên một cái một buổi video khác rồi, là cái chuyện di đơn di kép. Vào cái buổi di đơn di kép. Thế thì ong đực sau 2-3 ngày mà nó đã chui ra khỏi lỗ, mà đến cái lúc mà nó bay đi giao phối, mà tuổi bay đi giao phối mà tốt nhất là giai đoạn từ 15 ngày đến ngày 18, trong vòng 3 ngày này, thì các bác ke làm sao tạo ong chúa, làm sao từ cái lúc nó nở đến cái lúc nó bay đi giao phối là nó phải là 5 ngày, 5 ngày mới 11, 12 ngày nữa bằng 17 ngày. Chúng ta tính làm sao cho hai cái dấu bằng này nó bằng nhau. Còn nguyên tắc đàn ong đực mà nó đã sinh ra ở đàn nào thì nó bay đi đến điểm hội tụ ong đực thì nó sẽ về tổ đấy. Còn cái chuyện lạc là rất hiếm, bay đi mà lạc sang tổ khác rất hiếm. Còn nhiều bác còn ngộ nhận là cắm cái mũ chúa vào tự đâu ong đực ở đâu bay đi, không bao giờ có đoạn đấy. Không bao giờ có cái đoạn ong đực thì nó ở tổ nào nó đi đến điểm hội tụ ong đực mà nó không được giao phối là nó lại về tổ đấy. Còn cái chuyện mà nó lại là rất ít. Đấy, tôi nói thế. Và khi ong đực mà nó rộ thì cái điểm hội tụ cách chạy ong nhà chúng ta thì nó ở gần
từ 700 đến 1.500 mét. Nhưng mà khi ít ong đực thì cái điểm hội tụ nó sẽ ở xa, từ tầm 2.000 đến 3.000 mét. Để chúng ta chú ý về cái điểm này. Thế thì khi cái điểm hội tụ ong đực mà nó ở gần thì ong chúa chúng ta bay đi giao phối thì nó gần hơn, thì tỷ lệ nó về giao phối về đạt hơn. Và đặc biệt nữa là chúng ta di trùng thì chúng ta di trùng thì chúng ta di số lượng mũ ong chú rất nhiều, thì chúng ta phải cần ở cái lúc ong đực nó rộng. Thế thì con nghe trên mạng thì chúng ta cũng phải nghe cùng hai tai. Đấy. Theo tôi nghĩ là các bác các bạn mới nuôi lên theo là theo những người nuôi ong nhiều, chứ đừng nuôi, đừng đi theo những cái kênh tôi gọi là kênh bịt, nuôi được vài đàn xong là tạo một những cái tiêu đề, tạo một những cái gọi là nó ngoài cái kỹ thuật của những người chuyên nghiệp. Tôi gọi là kênh bịt, ít đàn này, năm nuôi thì ít này, nuôi tại chỗ tại gia này, không chịu di chuyển này. Đấy. Như thằng Sóc Lọ Thanh Hóa, Sóc Lọ ở Thành Công. Đấy. Được 30 đàn mà cũng đòi làm kỹ sư giảng dạy với ông. Nuôi ong là người ta phải di chuyển. Còn ngày hôm qua tôi sang bên đấy, con nhà chú luyện không phải ít, giờ là đã 300 đàn rồi, đợt tới này em phải lên 500. Hai vợ chồng là ngoài ra không có ai. Và đầu tư cái lượng đường đang tính phải 5 tấn. Phải 5 tấn. 5 tấn. Nhà cũng có xe bây giờ chạy, chủ yếu là chạy ong của nhà mấy anh em. Nhà thì là dân thổ ở đấy, anh em đến thì nói chung là người ta cũng để. Như tôi ví dụ này, một xe thì chở chỉ được khoảng 70 đàn thôi, nhưng đi làm hai chuyến thì cũng giúp kinh tế là anh em. Các thì các bác là phải theo những kênh và những người chuyên nghiệp, thời điểm nào người ta làm cái gì thì các bác ấy là cũng đều có những cái video. Và chúng ta luôn luôn lấy đàn ong nhà chúng ta làm thử, chứ còn một cái thay ong chúa giờ mà đẻ rồi nhá, chỉ cần sang tháng 11 âm gặp một đợt rét đậm là tịt đẻ, mà đã tịt đẻ nhá, xin lỗi đi, là ong từ từ bắt đầu mới tụt quân chuồng. Mà đã giảm đẻ là nó phải có đẻ được thì nó phải 10 năm ngày sau xong là mới khôi phục lên. Thì hôm nay chia sẻ một số những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ để cho các bác các bạn mới nuôi anh em tham khảo, để ủng hộ kênh. Các bác các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ và để lại và bình luận phía dưới. Xin chào tạm biệt.